Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng các nước tham gia khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng IPEF theo hình thức trực tuyến. Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ, sẵn sàng trao đổi với các nước thành viên IPEF để góp phần xây dựng các nội dung thiết thực phù hợp với điều kiện phát triển của từng thành viên. Việt Nam đánh giá cao và hoan nghênh việc các nước đã tiến hành những bước đầu tiên trong việc thực thi Hiệp định Trụ cột 2 về sức chống chịu của chuỗi cung ứng bằng cách tổ chức các cuộc họp cơ chế hoạt động của Hiệp định này. Hoan nghênh các chương trình hợp tác Hoa Kỳ và các nước đề xuất đối với việc thực thi Hiệp định Trụ cột 3. Các chương trình này sẽ là cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu và cam kết đã đưa ra, góp phần quan trọng giúp các nước IPEF nâng cao hiệu quả thực thi và mang lại lợi ích thiết thực. Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động cũng như đóng góp thiết thực trong quá trình đưa các trụ cột đi vào thực thi. Tại cuộc họp, các bộ trưởng đã thảo luận về định hướng đối với khuôn khổ IPEF và đưa ra các bước hành động trong thời gian tới.